phong phức luôn cả nhà ơi. À, chào cả nhà. Thì hôm nay mình hôm nay Hiệp dẫn cả nhà đi ăn bún nước lèo nha. À, bún nước lèo của người cô người Khmer ở xa nhà mình khoảng cỡ 5 cây số cả nhà. Thì cô ở đây là cô mới mở quán mới. Cái đường này là chùa ông Phật nằm đi xuống bãi vàng cả nhà. Rồi mời cả nhà vô dùng bún nước lèo nha. Xin nùm chọc cả nhà. Đây quán của cô đây. Quán trà lá, quán nhà lá. Làm cho con tô bún đặc biệt cô. Dạ có cái gì ngon cứ lấy ra hết đi. Có thịt heo quay gì không cô? Ở đây không có bán thịt heo quay ha. Dạ ăn giá giò thôi ha. Dạ. Ở đây cô bán chắc cái sáng chắc 4-5 kg bún đổ lại ha. Ở đây cô nấu cái nồi nhỏ cả nhà, bởi vì quán của cô mới mở. Cái này là bún, cái này nước lèo mắm với cá lóc đồng không cô? À, không, bình thường mình nấu. Bình thường ha. Ừ. Dạ. Đó là nấu nước lèo muối, nước lèo mắm ở trên bàn. Dạ hả? Dạ dạ dạ. Nước lèo mắm là trên bàn cả nhà. Là đây quá. Cô cho con dở ra nha, mở nắp cái nha. Ôi chưa sôi ha. Chưa sôi. Dạ dạ. Nấu sẵn rồi. Dạ dạ. Sẵn rồi là mình để cái đó, thơm phức luôn cả nhà. Ồ. Quá đã. Bún của cô đây, buổi sáng bán được nhiêu ký đây? Là 4 rồi. Dạ. Dạ. Ở đây là mình kêu bằng ấp xã gì cô? Xã Hòa Lợi, huyện Châu Thành. Mình đi ăn bún nhiều chỗ mà ít thấy chỗ nào mà còn xài bếp bằng củi cả nhà. Ở đây cô vẫn còn xài bếp củi giống như ngày xưa. Vậy là bữa nay mình mời cả nhà ăn bún nước lèo huyết với bánh giá nha cả nhà. Ở đây không có thịt heo quay. Thịt heo quay thì ăn chắc sáng rất là ngon. Mà ở đây thì ở quê cô không có lấy về bán. Sợ bán không chạy hả cô? Không có mà. Khách ở đây người ta ăn cái gì thôi. Dạ dạ. Khách ở đây đang đơn giản vậy, đừng người ta đi làm đó cả nhà. Người ta đi làm ruộng. Cắt cỏ nuôi bò đủ thứ hết. Ở đây đất của cô rộng quá hả cô? Nhà của cô trong đó đó cả nhà. Đó, nhà đó. Dạ dạ. Còn hồi nãy chú hồi nãy dẫn. Vậy hả? Vậy là ổng thăm chòi ha. Ở đây cảnh giấc sáng rất là tuyệt vời luôn cả nhà. Mình tranh thủ mình đi ăn sớm. Bữa hổm mình có ghé ăn lần rồi. Mà bữa đó mình ngủ dậy bị hơi trễ. Thành ra cô bả bán hết. Đó, ở đây toàn là ruộng đồng không. Có cây còng cũng to quá nè cả nhà. Cái này chiếc xe này là nó là làm con ngựa sắt cho mình để đi bán phân dơi này kia đi tùm lum tỉnh luôn cả nhà. À, cả nhà có ai xài phân dơi mà khô nguyên chất thì cứ alo cho mình nha. Số của mình là 0782 306 301. Mình sẽ bao ship cho, tới nhà cho cả nhà nha.
ớt. Bán mình không có ai phụ hả cô? Không, đi là con đi làm rồi. Dạ, con đi làm công ty hết ha. Một mình á. Một cái còn cái nó ở đây hết rồi. Dạ. Người dân tộc của mình bây giờ gã con ấy có còn bắt rễ không cô? Mình có con gái mình đặt cái vụ mình gả cho người ta, mình có cần bắt rễ như ngày xưa không? Cũng có chứ. Cũng có nữa hả? Thì theo cái gia đình bên gái khá hay không ha? Nếu bắt rễ về là mình phải cho nhà, cho đất. Dạ. Này là giấm hay cô? Cái này cũng là ăn cái thêm chấm á, không phải thêm chanh. Dạ. Cũng là ăn vậy. Dạ, dạ. Quét luôn ha. Dạ. Quét luôn, bánh giá luôn. Bánh giá cô để ngoài đó ha. Bánh giá để ngoài. Dạ, dạ. Gầu ghém luôn. Lèo luôn. Thơm phức luôn cả nhà ơi. Trong đó là chạy máy gì vậy cô? Bơm nước bò. Vậy hả? Chạy của tưa. Dạ dạ. Nhìn thấy hấp dẫn quá cả nhà ơi. Quá đã luôn. Thuê sửa đá luôn nha. Dạ dạ. À, thuê sửa đá luôn. Cô lại cô coi trong cái màn hình con ngồi vậy có thấy cái hết không cô? Thấy hết luôn á. Hết luôn phải không? Dạ. Cảm ơn cô. Đi ăn có mình rồi quay có mình cả nhà. Thành ra mình không có thấy. Dạ. 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 Thẩm gài con cũng chỉ mấy người đi đường á. Có ăn ghé đây. Dạ. Dạ dạ. Cũng như là ở trên quốc lộ là nhiều xe ha, nhiều người đi. Dạ. Dạ. Hôm nay mình ăn dí muối. Đó là anh trai trang xúc giấm nó ngon. Dạ, đúng rồi. Dạ dạ. Trời ơi con quên nữa. Dạ. Dạ. Đang giấm vô cả nhà. Đó.
bánh giá mình để đây, đó hồi mình ăn kèm theo ha. Hiệp mời cả nhà dùng bún nước lèo với Hiệp nha. Ừ, ngon. Ngon quá cả nhà. Biết ăn nó mới được ngon, chứ không biết ăn nó là ta nói thôi lắm á. Đó. Không mấy cái người tự mắm á, người ta ăn bỏ muối với nước mắm chút. Dạ. Nó nhỏ là gì đó. Dạ. Nhằm người ta tự. Con thích ăn mắm. Nước lèo là phải có mắm bò hóc mới ngon. Nãy con có rủ người bạn đi nữa mà y làm biến đi, y nói xa quá. Chú ở đâu là? Dạ con ở Gạch Giữa nữa. Dạ. Mời mọi người ha. Dạ. Quá đã. Cái này bánh giá tép đồng luôn đó nha. Gồng gụm luôn. Cái này cô làm ở nhà luôn hả cô? Lấy của người ta ha. Dạ. Lấy của người ta. Dạ. Hôm nay cô xài kiểu như ngày xưa nè. Xài ấm luôn. Đó mạnh. Dạ. Một mình nó làm không? Dạ. Cái đó ra thôi. Dạ. Xài kiểu như ngày xưa người ta đi làm lúa rồi đó. Đây mới ấm theo đựng nước uống. Ngon quá nha. Quá đã luôn cả nhà ơi. Rau cũng ngon luôn nữa. Ở đây mình đi chợ là chợ nào cô? Chợ Trầm Hổm, chợ Bằng Đa. Dạ, chợ Trầm Hổm ha. Dạ. Ai thích chợ nào đi chợ đó. Dạ, dạ. Mà bây giờ ta không ít đi lắm, ta mua dùng dùng để ăn thôi. Dạ. Người ta bán dùng dùng cái nhiều lắm. Dạ. Hiệp mời cả nhà. Này cô lấy của người dân tộc luôn quá. Bởi vậy có tép bò nè cô. Ừ. Tép trứng có nè. Ngon quá cả nhà, mời cả nhà.
Mời cả nhà nha. Quá rã. Nước súp của cô làm cực kỳ ngon luôn cả nhà. Hình như là mình chan giấm vô nó bán cái mùi mắm phải không cô? Thấy nó nhẹ lại ha. No luôn cả nhà ơi. Ăn bún không? Ăn bún tô đi, con bao cho. Vậy hả? Mối ha. Mối này không nên dầu nhớ sao đạp đi ngọt thì ngọt. Bật khổ trang nữa, trời ơi trang muốn chết luôn. Nhà cô gần đây không cô? Dạ. Sáng làm tô bún hai cục huyết, một cái bánh giá, một ly cà phê sữa là no tới 12 giờ trưa luôn cả nhà ơi. Dạ, đúng rồi. Dạ. Cái nào mình thích là ăn. Dạ dạ. Rồi Hiệp mời cả nhà dùng cà phê sữa nha. Tính tiền cho con với tính tiền cho cô này luôn. Không không, tính luôn, tính luôn. Không không. Gì đó. Trời lâu lâu con cháu bao con tô mẹ. Quá trời luôn. Lâu lâu con cháu bao con tô có gì đâu. Không được. Chú ơi đừng bao tàn lắm anh tàn. Là vợ. Anh tàn cái mồm vừa lắm nữa. Chú ơi ơi con dây nội đó. Em cũng ăn bún nước lèo hả? Dạ. Ăn đi anh bao cho. Trời, lâu lâu một lần mà. Lâu lâu gặp. Mai lại nữa nha. Nè. Tô này tính hết. Cà phê sữa tính hết. Bánh giá mấy cái? Dạ một. Một hai cục huyết. Dạ. Tính bên đó luôn cô, hai tô bên đó. Bên đó. Bên đó em ăn quê huyết ăn gì đó tính luôn. 10.000 bún với cục huyết. Bữa nay bao cho cô gái và bao cho người cô ở đây luôn. Đó. Rồi mình xin nói lời chào nha. Cả nhà có ai yêu quý mình thì nhớ đăng ký kênh và nhớ nhấn like để đón xem những video mới nha cả nhà.